Trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới có 2 tiêu chí thuộc lĩnh vực giáo dục. Đến nay thì tỉnh Lạng Sơn đã có 87 xã đạt chuẩn tiêu chí về cơ sở vật chất giáo dục với 256 trường học cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở ở các xã đạt chuẩn. Để có được kết quả đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn đã chủ động, tích cực vào cuộc để hoàn thành tiêu chí trường học. Ngoài ra, các phòng giáo dục, các đơn vị trường học đã tham mưu các cấp chính quyền quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng, tu sửa, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho các trường. Bên cạnh đó, ngành giáo dục còn chủ động triển khai công tác rà soát, sắp xếp, quy hoạch lại mạng lưới trường học, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, đồng thời tập trung được nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường. Đến nay, toàn tỉnh Lạng Sơn đã có 272 trường đạt chuẩn quốc gia, góp phần đáng kể vào thực hiện tiêu chí trường học và đảm bảo cơ sở vật chất giáo dục trên địa bàn.